Đi cái tuyến đường này thì chúng ta sẽ qua rất là nhiều cây cầu. Đây là cầu Năm Đò, đây là cây cầu Đập Đá nha. À, cầu Tà Keo, nghe cái tên là cũng không muốn qua luôn mọi người. Cầu Sọc, mình không thấy dấu, mình tưởng là kênh dưa. Vậy là cái này là cầu kênh giữa nha các nhà. Mình qua thêm cây cầu nữa là cầu Thầy Thông. Rồi chúng ta tiếp tục qua thêm một cái cây cầu nữa là cầu Úc Quanh. Quá nhiều cầu. Ở đây là cầu Ba Kiếm. À, cây cầu này lại có một cây cầu nối qua sông nữa mọi người. Là cầu cầu gì nó bị mờ cái chữ mình đọc không được. Rồi chúng ta qua thêm một cây cầu nữa là cầu Bà Tám Bé. Qua sông rồi mình mới là chạy lên đây thì cái tiếng kêu á. Dọc theo tuyến đường này chúng ta nhìn qua bên phía bên sông đó thì có rất là nhiều đoạn bờ kè. Cầu tư gì á, sao mấy cái cầu đây nó hay bị mất chữ á cả nhà. Vô tình đến đây mình bắt gặp được cái khung cảnh Vực Vàng Rằm Tháng Bảy nè, quay cho bà con mình xem luôn nè mọi người. Cầu gì đây, chúng ta cùng chờ xem cái bảng nó đâu rồi. Rồi cái cầu này là bên này không có bảng rồi. Ở trước mặt mọi người đó là bến đò Giải Phóng đó. Bờ bên đó là thuộc phường Phi Thông, thuộc thành phố Rạch Giá luôn nha cả nhà. Thì chúng ta di chuyển cái con đường này á, về từ thành phố Rạch Giá cho tới địa phận của tỉnh An Giang là huyện Thoại Sơn đó, thì trên dưới khoảng tầm 30 km. Thì chúng ta sẽ đi Phi Thông nè, rồi tới Tân Hội, Tân Hội xong rồi tới Tân Thành. Tân Thành và cái xã cuối cùng giáp danh Tân Thành với Thoại Giang á, là chúng ta đã tới huyện Thoại Sơn á. Thì từ Thoại Sơn đó chúng ta đi ra tới ngoài thành phố Long Xuyên tầm khoảng 22 km nữa ha. Thì nếu mà mình đi đường này về tới Long Xuyên thì tính ra trên dưới khoảng hơn 50 km nha cả nhà. Ví dụ như mình có thể đi qua cái đò này cũng được, còn không thì cả nhà đi cái đường Tiến Chánh thành phố Rạch Giá cũng có cái cầu đi qua bên đó cũng được ha. Mình quay hết cho cả nhà mình xem để khi mình di chuyển nó cũng dễ. Thì đây là giống như ngã ba vậy đó, nếu mà mình đi cái đò này qua bên đó đó thì qua bên cái khu vực bên kia nha, còn đó bên đó đó. Còn nếu mà mình đi về Thoại Sơn với Long Xuyên thì mình đi qua cái đò bên đây. Mọi người nhớ nha, mỗi lần qua lại thì tốn 2k. Giờ thì mời cả nhà cùng di chuyển với Thiện Hóa nha. Giờ mình đang lên trên đò đây. Từ chỗ ngã giao đường Mặt Cũ và chỗ đường Trần Phú đó, đi xuống tới cái bến đò Giải Phóng này thì tầm khoảng quá nói là chắc hơn km là tới à. Giờ thì chúng ta sẽ lên đò. Bờ này cũng thuộc của thành phố Rạch Giá luôn nha cả nhà. Đây là phường Phi Thông. Chạy tầm khoảng 1 km cách từ chỗ bến đò đó đó, hướng về thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn này kia đó, thì cả nhà sẽ bắt gặp một cái cây cầu vượt, nó bắt ngang cái đường này ha. Đây có cái khu đô thị nữa và rất là nhiều nhà yến luôn. Trước mặt cả nhà đó là có cái cây cầu vượt đó. Chúng ta nếu mà không có đi đò đó thì chúng ta có thể đến thành phố Rạch Giá là 2 km nè, đi trên đường trên đó ha. Còn nếu mà đi về Hòn Đất đó thì 27 km. Thì đây là mình là ở phường Phi Thông, Vĩnh Thông chứ, nãy giờ quá nói lộn. Đó là ngay cái cầu vượt này nè, thì chúng ta chạy tầm khoảng 11 km sẽ tới ngay trung tâm của xã Tân Hội nha.
chúng ta di chuyển một đường thẳng một luôn, cho nên là cái tuyến đường này á, cả nhà mà đi từ thành phố Rạch Giá về tới Hội Sơn hay là Long Xuyên rồi đó, rất là nhanh cả nhà, tiết kiệm rất là nhiều thời gian, và đường thì quá thấy là đi thoải mái. Xe hơi, xe tải rồi này kia chạy bình thường nha cả nhà. Và đặc biệt thì trên tuyến đường này chúng ta còn có một cái ngã rẽ ngay chỗ khu vực xã Tân Thành, có một cái cây cầu qua sông để chúng ta muốn đi về cao tốc Dạch Sỏi, Dạch Cống cũng được luôn nha cả nhà. Đi trên cái tuyến đường này á thì cả nhà sẽ thấy được là cái mặt đường này so với cái mặt nước đó, nó cũng gần nhau mọi người, chắc trên lệch tầm khoảng chưa tới 1 mét đâu, vài tấc đâu lại thôi. Và khi mà thủy triều lên đó, với những cái tháng nước đổ như thế này nè, là sẽ có những phút đó là nước lấp ré lên đường luôn cả nhà. Đây nè, cả nhà thấy nè, đó nó mặt nước so với cái mặt đường này kế bên luôn đó. Và giờ là cũng vào tháng nước lên rồi đó, cho nên là khi mà nước dâng lên đó, thì sẽ có một vài đoạn là mặt nước với mặt đường đó, nó ngang ngang nhau luôn á. Đó. 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 Thấy không, kế bên luôn đó. Và xa xa thì cũng có vài cái chiếc đò để đưa bà con qua lại. Chiếc đò đó thì chỉ đi được xe Honda thôi nghe cả nhà, cái xe hơi này kia là không đi được. À, nguyên cái dọc theo cái tuyến cái chỗ khu vực phường Vĩnh Thông này thì có thấy là hai bên là có bờ kè hết trơn luôn. Hai bên này cũng có bờ kè và bên kia cũng có bờ kè. Vô tình đến đây mình bắt gặp được cái khung cảnh vực vàng rằm tháng 7 này, quay cho bà con mình xem luôn nè mọi người. Đó, đằng cái khu vực đó là đang vực vàng đó. Ở đây thì mình thấy cũng có khá nhiều chỗ cúng rằm rồi vực vàng như thế này. Và đặc biệt là những cái mà lớn nhất á, thì ở Bạc Liêu và Sóc Trăng là nổi tiếng nhất nha cả nhà. Đây là xã Vĩnh Thông, đó là nó giáp danh với cái phường Phi Thông hồi nãy đó cả nhà. Hai cái này thì mình nhầm nãy giờ đó, vậy là vừa qua cái bến đò Giải Phóng đó, thì chúng ta sẽ tới cái phường Phi Thông thuộc thành phố Rạch Giá, còn bên đây á là xã Phi Thông. Hai cái là nó khác nhau nhưng mà cũng trực thuộc của thành phố Rạch Giá luôn nha cả nhà, tỉnh Kiên Giang. Đó, một cái thì phường, một cái thì xã. Và tuyến đường chúng ta chạy nè là cặp bờ kinh luôn ha. Bờ kinh này là về tới Hội Sơn rồi ra Long Xuyên luôn đó. Con kênh này cũng khá là nổi tiếng mọi người, là kênh Thợ Hà đó, dài ra đây luôn đó, là một trong những con kênh đào rất là nổi tiếng, con Thợ Ngọc Hầu ở trên cái khu vực thành phố Châu Đốc. Đến Hà Tiên thì có con kênh đào kênh Vĩnh Tế đó, ông đặt theo cái tên vợ của ông là bà Châu Thị Tế, còn con kênh này là tên của ông, là tên đặt tên của ông là kênh Thoại Hà đó, là tên của ông. Đi cái tuyến đường này thì chúng ta sẽ qua rất là nhiều cây cầu. Đây là cầu Năm Đò, cặp theo một con kênh rất là nổi tiếng. Qua cái cầu Năm Đò này là tới ngay giống như là chợ xã, chợ trung tâm luôn đó mọi người. Đây là khu vực chợ ha. Đó, chợ Phi Thông đó, các bạn thấy không? Đó, vừa qua chợ thì chúng ta sẽ qua tiếp
một cái cây cầu nữa, thì gọi là cầu Tà Keo. Cầu ở đây thì đặc điểm là có cái bực nè, mọi người chạy đến đây thì mình cẩn thận, tại vì nếu mọi người chạy hơi nhanh là chỗ này là có thể là nhảy lên luôn, nó tưng lên đó nè, chỗ này cái bực nè, thấy không đó. Ở đây thì tới trạm y tế, bưu điện. Rồi con đường này á, mọi người di chuyển thì mình thấy rất là mát mẻ luôn nha. Nó gần kế bên mé sông và có rất là nhiều cây cối, thôi chúng ta đi rất là khỏe. Rồi tiếp tục qua một cái cầu nữa là cầu Quảng Thoại. Nhiều lắm, đi chơi cái đường này là qua mấy cái cầu này rất là nhiều luôn. Ở trước mặt mọi người lại có chiếc cầu tiếp rồi đó. Đây gọi là cầu kênh dưa, kênh sữa. Mình không thấy dấu, mình tưởng là kênh dưa, vậy là cái này là cầu kênh sữa nha cả nhà. Đó. Đó. Trước mặt mọi người có cái bảng để xã nông thôn mới phi thông. Đây thì mình qua thêm cây cầu nữa là cầu Thầy Thông. Ở đây nhiều cái thông quá. Đó. Vậy là chúng ta đã bước vào địa phận của xã nông thôn mới Tân Hội rồi nè cả nhà. Ha. Vừa qua cầu Thầy Thông. Đó, chúng ta sẽ tới xã nông thôn mới Tân Hội ha. Đó. Đây chúng ta tiếp tục qua thêm một cái cây cầu nữa là cầu Úc Quanh. Và đây lại tiếp tục một cây cầu nữa là cầu gì nó bị mờ cái chữ mình đọc không được. Để mình qua bên cái bảng bên đây coi còn thấy để đọc không mọi người. Bên kia nó mắc cái chữ. Đây là cầu cầu gì vàng á. Cái chữ kia sao bên kia nó cũng bị mắc cái chữ đó mà bên này cũng bị mắc cái chữ đó mình đọc không được cả nhà. Đó hai cái cầu kế bên luôn. Đó, và trước mặt mọi người đó là một cái cầu nữa là cầu tư gì á, sao mấy cái cầu đây nó hay bị mất chữ á cả nhà, nó bị mất một chữ. Ngộ ghê luôn á. Để coi cái bảng bên đây có bị mất không, không cầu Tư Tỷ có nghĩa là hai chữ, thường là bị cạo một chữ ha. Mà cái chỗ này thì mình đọc được, còn đọc được cầu Tư Tỷ đó, còn những cái cầu kia là mắt luôn không thấy. Ở đường này có taxi người ta qua tới đây luôn mọi người. Đó và mình tiếp tục một cây cầu nữa là cây cầu đập đá. Đó. Đây là cây cầu đập đá nha. Đó, qua cầu đập đá này là trung tâm của xã Tân Hội ha, cơ quan hành chánh cũng như là chợ ở đây luôn. Và ở đây cũng có một cái bến đò đi qua, chung là chợ quê nhưng mà khá là đông đúc. Có cái cầu nè, nhưng mà cầu đang sửa chữa. Chợ này thấy cũng khá là sung đó mọi người. Chợ Tân Hội. Thank you.
tiếp tục một cây cầu nữa nghe cả nhà. Quá nhiều cầu. Ở đây là cầu Ba Kiếm. Hôm nay rằm cho nên là bà con đi cúng chùa nè. Thấy nãy giờ cũng khá là đông. Tiếp tục thì chúng ta qua thêm một cây cầu nữa là cầu Bà Tám Bé. Nhìn qua bên sông bên này có cái bờ kè rất là đẹp luôn cả nhà. Đó. Bờ kè. Nó đẹp ghê không? Dọc theo tuyến đường này chúng ta nhìn qua bên phía bên sông đó thì có rất là nhiều đoạn bờ kè cực kỳ là đẹp luôn cả nhà. Nó lại tiếp tục một cây cầu nữa. Cầu gì đây? Chúng ta cùng chờ xem cái bảng ở đâu rồi. Rồi cái cầu này là bên này không có bảng rồi. Có bờ bên kia còn cái bảng đó mọi người. Để qua coi coi cái cầu này tên gì. Hồi nãy giờ thì quá cũng quên đếm là mình đã đi qua bao nhiêu cây cầu trên tuyến đường này nữa. Và mình thấy là rất là nhiều cầu. Ở đây là cầu Năm Phu. Ở đây là địa phận của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Thì cái khu vực này á, là rất là đông bà con ở khu vực miền Trung, miền Bắc vào đây á mọi người. Xa xa quá lại thấy thêm một cây cầu nữa kìa. Đây là cái cầu gì đây? Đây là cầu Quảng Huyện. Cứ chạy một chút cái tới cầu, cứ chạy một chút cái tới cầu. Và đây thì cây cầu này lại có một cây cầu nối qua sông nữa mọi người. Đó, cây cầu ở đây bà con ta xây rất là ngộ ha. Đó. Nè, cái cửa lên nè, cửa xuống bên kia. Và cái đó là đi lên đó. Cầu rất là cao nha. Hạn cho ghe tàu qua lại á. Đó, và dọc theo tuyến đường này thì chúng ta sẽ có hai cái cửa lên xuống ha. Đó. Nếu mà quá được bình chọn á ha, thì quá sẽ bình chọn cho cái đoạn đường này nè, dài trên dưới 30 km, nhưng mà có trên dưới chắc cũng cỡ gần 30 cây cầu á. Mình tới cây cầu Huế Bá nè. Đây là một cái con số quá nghĩ chắc là một cái kỷ lục luôn á. Nguyên cái đoạn đường dài trên dưới 30 cây. Mà cầu thì cũng trên dưới 30 cây luôn. À, tiếp tục một cây cầu nữa. Và qua bên cây cầu này thì bên kia là có cái bản xã nông thôn mới Tân Thành, cầu Hương An. Vậy là cái cầu này là ráp danh giữa Tân Hội và Tân Thành. Ở đây toàn bộ là xã nông thôn mới không nha cả nhà. Đó. Chúng ta đang di chuyển qua cầu Cống Xã. Rồi, chính xác luôn, ngay chỗ này là trung tâm chợ rồi nè. Ở dưới sông thì có cái xà lan cát nè, nãy giờ mình đi mình gặp rất là nhiều luôn mọi người. Cái con kênh này là một trong những con kênh rất là quan trọng, giúp cho giao thương mua bán của bà con á, vận chuyển từ thành phố Long Xuyên á, sông Tiền, sông Hậu á, ra tới Rạch Giá, ra biển luôn đó mọi người. Đó. Đây là nói như là sông Thọ Giang. Ở đây là trung tâm của chợ Tân Thành. Và tiếp tục
một cây cầu nữa. Đây là cầu Sập Một, nghe cái tên là cũng không muốn qua luôn mọi người. Cầu Sập. Nghe cái tên cầu là hết muốn qua luôn. Còn đây là cầu gì đây? Cầu Cả Cầm 10 tấn. Là một cái cầu nữa. Cầu Phan Chí Thành. Vừa qua cái cầu Phan Chí Thành thì trước mặt mình là có tới một cái cầu nữa rồi. Đó là cầu Tư Quốc. Ở đây thì cầu thường thường là để 10T, nghĩa là 10 tấn đau lại mọi người. Nãy giờ thì đừng có ai hỏi quá là bao nhiêu cây rồi nha. Quá thật sự là không có nhớ nổi, quá nhiều luôn rồi. Ở đây nè là cái cầu Tân Thành, có đèn xanh đèn đỏ nè. Quá muốn chia sẻ cho cả nhà ha. Thì cái hướng mình đang đi là đi về hướng Long Xuyên ha, từ Gạch Giá về Long Xuyên. Thì cả nhà muốn đi đường cao tốc á, thì chúng ta qua cái cầu này và chạy thẳng một mạch luôn là tới đường cao tốc nối từ Vàm Cống về ngã ba Lộ Tẻ Rạch Sỏi nha. Ở cái cầu này hình chữ Z đó mọi người, rất là đẹp luôn. Cầu Tân Thành ha. Đó, mình chạy lên chạy qua bên kia nè, cái đầu có cái đường đi xuống ha, hình chữ Z đó. Đó là chúng ta qua cầu này đi thẳng là sẽ tới cao tốc. Bây giờ thì Quá sẽ tiếp tục di chuyển về hướng thành phố Long Xuyên nha. Và chúng ta sẽ không cầu đó, chúng ta đi qua cầu cầu Cựu Chiến Binh này cũng là 10 tấn nha mọi người. Đó. Hầu hết những cây cầu trên tuyến đường này là 10 tấn không. Nãy giờ là Quá chỉ quay những cái cây cầu đó là tương đối là cũng ngang ngang với nhau, 90 với nhau, có nghĩa là bự bự á. Còn những cái cống nhỏ nhỏ Quá không quay nữa đó. Cống với những cái cầu mà Quá thấy ngắn quá, vì ngang nó có 2-3 thước rồi Quá không quay á. Chứ mà nếu quay hết Quá chắc nghĩ chắc cũng vài chục cây á. Đó, xa xa đằng kia lại có cây cầu tiếp nữa cả nhà. Quay cầu mệt xỉu là có thiệt luôn á. Nãy Quá thấy cái bảng để là xã nông thôn mới Tân Thành, là ngay chỗ cái cầu Tân Thành đó, Quá tưởng đâu là cái điểm cuối cùng. Nhưng mà không ngờ ở khúc này vẫn còn thuộc của xã Tân Thành nha cả nhà. Trước mặt mọi người lại là cầu tiếp. Cây cầu này là tên gì đây? Nó phút ở trong cái bụi mít nè. Đó, cầu này thì được 13 tấn. Cầu Xã Diễu nha. Đó, cầu đó là cầu Xã Diễu. Trên tuyến đường này Quá thấy là nhà rất là đông nha mọi người. Ở phía trong này thì kích hết trơn luôn, và có chỗ 2-3 lớp nhà. Còn ở bờ mé sông này thì có nhà nhưng mà khá là thưa. Quá xa nhiều. Các bạn thì bảo bảo là như là người con ở ngoài chúng mình nhiều. Mình nhớ không đâu. Mình đang chỉ đây là một cái bản sẵn. Một biển ngang đẹp. Và đây thì chúng ta tiếp tục qua thêm một cây cầu nữa. Đó là cầu Thọ Giang 3 nè mọi người. Ở chỗ này là chúng ta đang ở cái địa phận là Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn. Đó,
Hồi nãy thì chúng ta vừa chạy ngang cái ranh rồi đó, giữa xã Tân Thành thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, còn đây là xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ha. Xa xa mình thấy cái cây này giống cây da, cây năm dồi gì quá to luôn mọi người, ngay chỗ Đình Thần, xã Bình Thành ha. Cái bên này thì có một cái ngôi chùa khá là đẹp, chùa Hội Đức. Tiếp tục thì chúng ta sẽ qua thêm một cái cầu, nhưng mà cái chỗ này thì khá là đặc biệt nha mọi người. Ở đây thì có một cái ngã ba, nếu mà mình chạy xe tải xe hơi rồi sẽ đi vòng đường đó ha, để đi qua bên khu vực, qua bên chợ Bình Thành bên kia. Còn nếu mình chạy xe Honda thì mình sẽ chạy thẳng nha mọi người. Ở đây có rất là nhiều cây kiển đẹp quá, ngay chỗ quán cà phê đó. Cầu này người ta cấm xe ô tô mọi người. Mình chỉ chạy Honda lên thôi, và cái này muốn qua mặt cũng hơi khó, cho nên mình đợi cô chú qua xong rồi mình mới là chạy lên đây. Thì cái tiếng kêu á rất là đặc trưng luôn. Cầu sắt đó, ngay đây là địa phận trung tâm chợ Bình Thành. Nãy giờ thì Thiện Quá cùng với cả nhà chúng ta đi qua rất là nhiều cây cầu, và đi qua trên dưới cũng 4-5 cái ngôi chợ ở những cái xã giáp danh nhau rồi đó mọi người. Đó, hồi nãy chúng ta chạy cái đường mọc qua khỏi cái cầu sắt đó thì sẽ ra đây. Tiếp tục đây có một cái cầu bắc qua bên sông bên kia, và có một cái ngôi miếu gọi là miếu bà. Chúng ta sắp sửa qua thêm một cây cầu nữa. Đây là cái cầu gì đây? Cầu Thoại Giang 2 nha mọi người. Cầu này thì chỉ có 8 tấn thôi. Trước mặt chúng ta bây giờ là một cây cầu nữa. Đây là cái cầu gì đây? À, cầu này là cầu Thoại Giang 1 mọi người. Cầu này cũng 8 tấn nha. Vậy là cái khu vực mà xã Bình Thành này là có tới 3 cây cầu Thoại Giang. Đó, 1, 2, 3. Đó. Đây có xe gì ngộ quá. Nãy giờ mình thấy bà con đi chùa khá là đông luôn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới được địa phận của trung tâm huyện Thoại Sơn. Trước mặt mọi người là một trong những cây cầu rất là nổi tiếng ở huyện Thoại Sơn, đó là cầu Thoại Giang nha mọi người. Đó. Đây. Đó. Nếu mà chúng ta qua cầu Thoại Giang, quẹo về phía bên phải này là vào trung tâm huyện Thoại Sơn nha. Còn nếu không thì cả nhà quẹo trái thì chúng ta sẽ đi về thị trấn Ốc Eo, rồi chúng ta về thị trấn Cô Tô, huyện Chi Tôn luôn ha, là quẹo trái. Còn nếu mà chúng ta đi thẳng này hoặc là quẹo phải đó, chúng ta đi về thành phố Long Xuyên tầm khoảng hơn 20 km rồi cả nhà. Bây giờ thì Thiện Quá xin phép tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian nghe cũng như là xem hết cái video này.
Nếu thấy video bổ ích thì đừng quên cho Quá Sinh một like, một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.